Tú Trinh và Kiều Khanh xin mến chào tất cả các chị em phụ nữ đang cùng mua sắm với những chương trình mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Hôm nay thì chúng ta sẽ không vào bếp nữa đâu, mà hãy cùng chia sẻ với nhau về những câu chuyện với những bộ trang phục thời trang giúp cho mình là luôn tự tin, năng động trong mỗi hoàn cảnh. Có khi nào các chị em phụ nữ của mình là mong muốn mình vẫn có thể là diện được những chiếc quần năng động và trẻ trung, nhưng mình lo là phần đùi của mình to nè, phần hông của mình to nè, do ngồi làm việc quá nhiều mình sẽ không còn sự tự tin như trước đây nữa. Thì bây giờ các chị em ạ, mình đừng lo lắng như vậy nữa nha. Ba chiếc quần Trekking đến từ thương hiệu Charmin sẽ là một bí quyết làm đẹp rất hiệu quả dành đến cho mỗi chị em mình. Và đặc biệt là đúng như tên gọi vậy đó, những chiếc quần Trekking đến từ thương hiệu Charmin sẽ đem đến cho các chị em phụ nữ sự quyến rũ nè, tôn lên những cái đường cong gợi cảm ở trên cơ thể của mình, đặc biệt là phần vòng ba đó. Tuy nhiên là cũng giúp chúng ta che giấu đi những cái phần mỡ thừa có thể là phát sinh sau khi mà mình cũng đã khá là lớn tuổi rồi nè, hay là mình đã sinh nở chẳng hạn, có những phần mỡ thừa ở vùng hông nè, vùng đùi hay là ngay cả phần bụng dưới nữa thì cũng sẽ được hỗ trợ và che khuất đi một cách hiệu quả các chị em nha. Ngay từ bây giờ mình đừng chần chừ nữa nha. Bộ ba chiếc quần thời trang Trekking của thương hiệu Charmin hãy sở hữu ngay qua tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137 các chị em nha. Hãy luôn quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn với bộ ba quần Trekking thời trang đến từ thương hiệu Charmin. Đây là sự phối hợp giữa quần jean và legging sẽ mang đến sự thoải mái khi chúng ta mặc cả một ngày dài, không nhăn và không hằn ngấn nữa, cho nên rất là tiện lợi khi chúng ta di chuyển thường xuyên các chị em nha. Đặc biệt hơn, còn ôm gọn vòng ba và bắp chân của mình, tạo nên sự quyến rũ và gọn gàng, lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau. Và bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ của mình sẽ còn cảm nhận được cùng với chất liệu là thun cô tông phối cùng với spandex, cho nên rất thoáng mát và thấm hút mồ hôi, đặc biệt phù hợp với khí hậu tại Việt Nam của mình các chị em nha. Lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa, tạo nên phong cách năng động phù hợp với mọi dáng người. Quần Trekking của chúng ta vừa giúp ôm trọn vòng mông, đùi và cả bắp chân của mình nữa, tạo nên sự quyến rũ và thon gọn cho người mặc. Cơ hội mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Sở hữu ngay bộ ba quần Trekking thời trang của thương hiệu Charmin, ba màu sắc cơ bản: màu đen sang trọng, màu đỏ đô quyến rũ và xanh đậm hiện đại. Mức giá khuyến mãi vô cùng đặc biệt, giá cũ 590.000 đồng. Này quý vị không cần phải quan tâm nữa, mức giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 499.000 đồng. Một bộ sản phẩm thời trang không thể thiếu dành đến cho mọi chị em phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ chúng ta thì những chiếc quần Trekking thời trang đóng một vai trò cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những chiếc quần mà có những màu sắc cơ bản chẳng hạn như màu đen, màu đỏ đô quyến rũ hoặc là màu xanh đậm hiện đại. Đối với các chị em phụ nữ mà chúng ta không tự tin về vòng đùi của mình, đồng thời muốn che đi khuyết điểm thì những chiếc quần Trekking màu đen của thương hiệu Charmin vừa che giấu khuyết điểm một cách hiệu quả, bên cạnh đó lại còn dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Quý vị có thể mặc đi dạo phố nè, đi làm, đi chơi, hoặc là chúng ta cũng có thể là đi dạo phố vào những ngày cuối tuần cũng rất lý tưởng. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa quần jean và legging, và chúng ta cũng chỉ cần mua sắm một lần mà thôi, rất dễ dàng kết hợp được với nhiều kiểu dáng áo khác nhau, đôi khi cũng có thể là một chiếc váy ngắn, tăng thêm độ kín đáo, tăng thêm độ nền nã dành cho các chị em phụ nữ. Những màu sắc thời trang vẫn đủ độ cơ bản để chúng ta có thể phối hợp thật nhiều phong cách khác nhau dành riêng cho các chị em mỗi ngày, co giãn thật sự thoải mái, không nhăn, không hằn ngấn. Và bên cạnh đó thì với những màu sắc còn lại thì quý vị cũng có thể yên tâm nha. Tùy theo sự sáng tạo của mình mà mình có thể dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau, một phong cách năng động và phù hợp với mọi dáng người. Đặc biệt hơn là quần Trekking thời trang của thương hiệu Charmin giúp cho các chị em phụ nữ của mình ôm trọn vòng mông, đùi và cả phần bắp chân của mình nữa, tạo sự quyến rũ cho người mặc. Đặc biệt hơn, khi đang theo dõi chương trình này, mức giá này rất là hấp dẫn luôn, chỉ còn 499.000 đồng dành đến cho quý vị nhanh chóng sở hữu trong khoảng thời gian phát sóng. Quý vị và các bạn cũng đang thấy rằng là với những chiếc quần Trekking thời trang đến từ thương hiệu Charmin, những chiếc quần với màu đen nè giúp cho đôi chân của mình trở nên thon gọn hơn, hay là màu đỏ đô sang trọng và nổi bật, bên cạnh đó là còn có thêm một chiếc quần với màu xanh đậm hiện đại và trẻ trung nữa. Các chị em ơi, cứ thoải mái phối hợp với nhiều trang phục khác nhau mỗi ngày để chúng ta luôn năng động, quyến rũ và di chuyển thật dễ dàng và tự tin các chị em nha. Những chiếc quần Trekking ra đời đã khắc phục được những nhược điểm khá là mỏng manh của những chiếc quần legging và giúp các chị em mình có thể mặc vào thật sự tự tin, năng động và thoải mái mỗi ngày. Với ba màu sắc ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn trong dòng sản phẩm này bao gồm màu đen, màu đỏ đô và màu xanh đậm, rất là dễ để chúng ta có thể là phối hợp với những chiếc áo kiểu nè, hay chúng ta kết hợp với áo van hay là những chiếc áo dáng dài chẳng hạn, áo sơ mi cũng có thể là mặc tiện lợi. Và dù là quý vị các bạn chúng ta lựa chọn màu sắc áo như thế nào thì cũng có thể là lựa chọn một chiếc quần phù hợp với bộ sản phẩm ngày hôm nay. Free size và phù hợp với mọi dáng người các chị em nha, lại còn được thoải mái đổi trả trong vòng 7 ngày nữa. Ngay từ bây giờ đừng chần chừ nữa ạ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137.
Thưa quý vị, phải nói là mỗi chị em phụ nữ lại có một vóc dáng khác nhau và đôi khi là chúng ta sẽ rất là đau đầu khi mà mình có khiếm khuyết ở trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi có những khiếm khuyết đó, mình vẫn có thể mặc đẹp, chỉ cần lựa chọn được những dòng sản phẩm, những chiếc áo hay là những chiếc quần phù hợp với vóc dáng cơ thể mình mà thôi. Và ngày hôm nay để đem đến cho các chị em phụ nữ những bí quyết đó thì chúng tôi đặc biệt lựa chọn một bộ sưu tập bao gồm 3 chiếc quần trekking đến từ thương hiệu Jamming quý vị nha. Và hãy cùng Kiều Khanh quan sát thử xem vì sao những chiếc quần trekking này lại đem đến sự tiện lợi, sự thoải mái cho dù các chị em phụ nữ cũng có thể là có một vài khiếm khuyết ở trên cơ thể của mình. Những khiếm khuyết này là gì? Phần mỡ thừa ở vùng bụng dưới, phần mỡ thừa ở vùng mông hay là ngay cả vùng đùi nữa. Và với chất liệu vải rất là dày dặn như thế này, độ co giãn phải nói rất là ấn tượng các chị em nha. Cho dù là free size mà thôi nhưng mà nhiều cỡ người với nhiều cân nặng khác nhau có thể mặc, độ co giãn thật sự rất là ấn tượng như thế này. Cũng tức là với độ xê xích là khoảng vài cân đó trên nào, chúng ta vẫn có thể là mặc cùng với nhau một size như thế này mà vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Và quý vị sẽ thấy được là cái độ dày dặn của nó ở chỗ là khi mà Kiều Khanh đã kéo giãn ra như vậy nhưng nó không để lại những cái vết đó, chính là bị nhão trùng nè ở trên chiếc quần của mình. Do đó khi mà chúng ta mặc lên trên người hãy hoàn toàn yên tâm về độ bó sát của nó, cũng đem đến sự tôn dáng thật sự tiện lợi các chị em nha. Và các chị em ơi, nếu như mà chúng ta đang có cân nặng là từ 45 cho đến là 65 kg thì chúng ta cứ thoải mái là lựa chọn những chiếc quần free size trekking như vậy đến từ thương hiệu Jamming, bởi vì với độ co giãn mà quý vị vừa theo dõi vừa rồi thì nó sẽ là co giãn phù hợp với mọi cỡ người khác nhau. Không biết là nỗi lo của Trinh là có giống như các chị em phụ nữ của mình hay không, là bởi vì trước đây Trinh rất là ngại mặc cái chiếc quần ôm như thế này, bởi vì mình thấy là cái vòng đùi của mình nó không có được thon gọn như ý mình mong muốn lắm. Chưa kể là nhiều khi chúng ta phải là ngồi làm việc quá nhiều thì sẽ khiến cho vùng mông của chúng ta không được săn chắc nè, và phần mỡ thừa ở dưới bụng dưới nữa. Vậy thì bây giờ làm sao để mà chúng ta có thể là lựa chọn được những chiếc quần ôm vào cơ thể của chúng ta nhưng vẫn đồng thời là che đi khuyết điểm một cách hiệu quả và mang đến sự tự tin? Ở đây Trinh đã chọn cho mình đó chính là một chiếc quần trekking Jamming màu đen như vậy. Màu đen thứ nhất là nó sẽ che đi khuyết điểm của chúng ta, tạo cho đôi chân của mình là trong một cái dáng vẻ là thon gọn hơn rất là nhiều. Thứ hai là với chất liệu là kaki thun rất là dày dặn, nó sẽ ôm vừa đủ vào trong cơ thể và tạo độ phẳng các chị em nha. Cho nên là cái phần đùi của chúng ta và cả phần hông của mình nữa nhìn vào sẽ rất là gọn gàng, từ đó mình cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều các chị em ơi. Chưa kể là mình sẽ còn có ngay là cả phần túi ở phía trước như thế này, giúp chúng ta có thể là cho được những cái vật dụng nhỏ nè, như là bút tiền hoặc là cả chìa khóa xe và cả điện thoại di động vào hai bên nữa, rất là tiện lợi các chị em nha. Cả phần túi trước cũng như là phần túi sau giúp cho mình có thể là an tâm chứa đựng được những vật dụng cần thiết mang theo bên cạnh mình luôn. Đó, quý vị cũng thấy là mình có thể là dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau như thế này, đồng thời là với độ co giãn của chất liệu kaki thun rất là thoải mái luôn. Mình đi tới nè, mình đi lui nè, mình ngồi làm việc văn phòng hoặc là những khi mà chúng ta buộc phải chạy xe máy nhiều lần ở ngoài đường vào ban ngày đó Khanh, thì mình cũng không cần phải lo lắng là nó quá bó sát vào trong cơ thể của mình nữa. Các chị em thấy đó, rất là thoải mái mọi cử động, mọi co giãn nha. Chúng ta đi lên cầu thang nè, hoặc là những khi mà chúng ta chạy xe máy nè, đi bộ tới lui nhiều lần thì cũng rất là thoải mái và cực kỳ dễ chịu luôn. Đồng thời là với màu đen như vậy thì nó sẽ che đi được khuyết điểm của mình, cho nên quý vị thấy là một bộ trang phục công sở như Trinh đang phối hợp ở đây vẫn rất là tự tin và năng động khi mà chúng ta đến với nơi làm việc của mình, đi lại nhanh chóng, tiện lợi và nhẹ nhàng để có thể là gặp gỡ được rất là nhiều người. Chưa kể là còn thêm hai màu sắc còn lại mà Trinh thấy là với bộ trang phục của Khanh nha, có thể là tự tin khi đi dạo phố đó. Chính xác rồi Trinh à. Đặc biệt điểm tối ưu nhất của những chiếc quần ôm đó chính là chúng ta có thể là kết hợp được với mọi kiểu dáng đúng áo rồi. Luôn. Ngay cả những chiếc áo ba lỗ mà phông hơi rộng hay là dài chẳng hạn, hay là ngay cả những chiếc áo thun ôm như thế này cũng đều có thể là kết hợp cực kỳ thoải mái quý vị nha. Và chúng ta hãy cùng xem thêm những ví dụ khác nữa đến từ những cô mannequin ở trong phim trường ngày hôm nay xem nào. Một ví dụ rất là đơn giản nào và cụ thể cho mẫu phụ nữ thành đạt chẳng hạn. Những người phụ nữ như vậy thì lúc nào cũng mong muốn là mình có một cái phong cách thời trang thật là năng động nhưng mà vẫn quyến rũ đúng không nào? Đúng thì rồi. Đây, một sự kết hợp rất là đơn giản như thế này và đặc biệt là vẫn nổi bật quý vị nha, bởi vì màu sắc của chiếc quần thôi đã đem lại sự nổi bật cho tổng thể bộ trang phục rồi. Đối với những món còn lại như là những chiếc áo nào có thể là lựa chọn như là tông màu cơ bản như trắng hay đen như thế này thôi. Cực kỳ đơn giản là chúng ta đã có được một bộ trang phục cực kỳ thời trang, vẫn trang nhã để mình có thể là tham dự vào những buổi họp nè, hay là mình cũng có thể là tận dụng chính bộ trang phục đó tham dự vào một bữa tiệc tối mà không sợ bị kém nổi bật đi các chị em nha. Rất là dễ dàng đúng không nào? Mọi chị em phụ nữ đều có thể mặc đẹp miễn là chúng ta lựa chọn được một bộ trang phục phù hợp. Chắc chắn rồi Khanh ơi, và Trinh rất là đồng ý ở chỗ là mọi chị em phụ nữ của mình đều có thể mặc đẹp và diện đẹp, chứ không phải là mình cứ lo lắng và cảm thấy là tự ti về cơ thể của mình như trước đây nữa. Với màu đen thì chắc chắn là phối hợp được với rất là nhiều màu sắc khác nhau rồi. Màu đỏ cũng rất là nổi bật các chị em nha. Còn lại với màu xanh cổ vịt thì sao? Các chị
em mình cũng thấy là với màu xanh như vậy thì mình cũng có thể là chúng ta phối hợp ngay cùng với những chiếc áo sơ mi nè, rất là trẻ trung và gọn gàng, phù hợp cho những bạn sinh viên đúng không Khanh? Những khi mà chúng ta đi đến trường học của mình nè, hoặc là mình tham gia nhiều hoạt động ở bên ngoài, mình chạy tới chạy lui, lên xuống cầu thang, đi xe máy nè, hoặc là chúng ta vận động liên tục vẫn cảm thấy rất là thoải mái luôn. Và đó cũng chính là cảm nhận mà cả Trinh và Khanh bây giờ đang cảm nhận trực tiếp khi mà sử dụng những chiếc quần jogging của thương hiệu Jamin để mà diện trên người của mình các chị em nha. Và nếu như trước đây chúng ta bình thường đi, quý vị mua một chiếc quần như vậy thì mức giá trung bình là bao nhiêu ạ? Chất liệu kaki thun, free size, có túi trước, có túi sau và cả là phần đai nịch nữa, để mình có thể là chúng ta thắt thêm những chiếc nịch xinh xắn như vậy để mà làm duyên cho bộ trang phục của mình, thì mức giá ở đây rất là ưu đãi và chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Cả một bộ sưu tập bao gồm 3 chiếc quần thời trang của thương hiệu Jamin với 3 màu sắc khác nhau nữa. Như vậy là vào những buổi sáng mà mình vẫn còn đang đau đầu là không biết ngày hôm nay mặc gì để phù hợp cho tất cả những hoạt động của ngày hôm đó. Một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng, bữa ăn trưa cùng với những người quen thân của mình, hay một buổi tiệc tối chẳng hạn, đừng ngần ngại lựa chọn một trong 3 chiếc quần trekking đến từ thương hiệu Jamin quý vị nha. Chọn một bộ bí quyết như vậy cho những ngày mà chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn, không tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có thể là ăn mặc thật đẹp và thời trang quý vị nha. Và cũng chỉ cần một cuộc gọi đến với tổng đài của VTV Hyundai mà thôi, 1900 7137, chúng ta sẽ giao hàng đến tận nhà. Quý vị và các bạn cũng đang thấy rằng là với những chiếc quần trekking thời trang đến từ thương hiệu Jamin, những chiếc quần với màu đen nè giúp cho đôi chân của mình trở nên thon gọn hơn, hay là màu đỏ đô sang trọng và nổi bật. Bên cạnh đó là còn có thêm một chiếc quần với màu xanh đậm hiện đại và trẻ trung nữa. Các chị em ơi, cứ thoải mái phối hợp với nhiều trang phục khác nhau mỗi ngày để chúng ta luôn năng động, quyến rũ và di chuyển thật dễ dàng và tự tin các chị em nha. Những chiếc quần trekking ra đời đã khắc phục được những nhược điểm khá là mỏng manh của những chiếc quần legging và giúp các chị em mình có thể mặc vào thật sự tự tin, năng động và thoải mái mỗi ngày. Với 3 màu sắc ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn trong dòng sản phẩm này, bao gồm màu đen, màu đỏ đô và màu xanh đậm, rất là dễ để chúng ta có thể là phối hợp với những chiếc áo kiểu nè, hay chúng ta kết hợp với áo van, hay là những chiếc áo dáng dài chẳng hạn, áo sơ mi cũng có thể là mặc tiện lợi. Và dù là quý vị các bạn chúng ta lựa chọn màu sắc áo như thế nào thì cũng có thể là lựa chọn một chiếc quần phù hợp với bộ sản phẩm ngày hôm nay, free size và phù hợp với mọi dáng người các chị em nha. Lại còn được thoải mái đổi trả trong vòng 7 ngày nữa. Ngay từ bây giờ đừng chần chừ nữa ạ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137. Hãy luôn quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn với bộ ba quần jogging thời trang đến từ thương hiệu Jamin. Đây là sự phối hợp giữa quần jean và legging sẽ mang đến sự thoải mái khi chúng ta mặc cả một ngày dài, không nhăn và không hằn ngấn nữa, cho nên rất là tiện lợi khi chúng ta di chuyển thường xuyên các chị em nha. Đặc biệt hơn, còn ôm gọn vòng ba và bắp chân của mình, tạo nên sự quyến rũ và gọn gàng, lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau. Và bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ của mình sẽ còn cảm nhận được cùng với chất liệu là thun cô tông phối cùng với spandex, cho nên rất thoáng mát và thấm hút mồ hôi, đặc biệt phù hợp với khí hậu tại Việt Nam của mình các chị em nha. Lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa, tạo nên phong cách năng động phù hợp với mọi dáng người. Quần jogging của chúng ta vừa giúp ôm trọn vòng mông, đùi và cả bắp chân của mình nữa, tạo nên sự quyến rũ và thon gọn cho người mặc. Cơ hội mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping, sở hữu ngay bộ ba quần jogging thời trang của thương hiệu Jamin, 3 màu sắc cơ bản, màu đen sang trọng, màu đỏ đô quyến rũ và xanh đậm hiện đại. Mức giá khuyến mãi vô cùng đặc biệt, giá cũ 590.000 đồng, này quý vị không cần phải quan tâm nữa, mức giá mới cực kỳ ưu đãi chỉ còn 499.000 đồng, một bộ sản phẩm thời trang không thể thiếu dành đến cho mọi chị em phụ nữ. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh các chị em phụ nữ mặc những chiếc quần jogging như thế này thì chúng ta thấy là họ rất là tự tin, bởi vì là những cái đường cong trên cơ thể được tôn lên, và đồng thời với chất liệu co giãn rất là tốt của những chiếc quần jogging thì nó giúp chúng ta vận động cực kỳ thoải mái. Dù là các chị em phụ nữ lớn tuổi đôi khi chúng ta muốn che giấu đi một số những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình thì cũng có thể là dễ dàng mặc được, hay là những chị em phụ nữ trẻ tuổi muốn tôn lên phong cách thời trang năng động và cá tính của mình thì cũng có bộ sản phẩm này để chúng ta dễ dàng phối hợp trang phục. Và bên cạnh đó là đến 3 màu sắc lận, cho nên là các chị em phụ nữ của mình cứ thoải mái chúng ta lựa chọn nha. Nếu như chúng ta đã lớn tuổi rồi, muốn che đi khuyết điểm là đôi chân của mình không được thon gọn lắm thì mình có thể chọn ngay những chiếc quần màu đen như vậy, vừa ôm gọn vòng mông nè, vòng đùi và cả là bắp chân của mình luôn. Hoặc là chúng ta thay đổi phong cách trẻ trung hơn, năng động hơn với màu đỏ đô sang trọng hoặc là màu xanh đậm rất là hiện đại nữa. Một bộ 3 chiếc quần jogging thời trang với chất liệu là thun cô tông phối hợp cùng với spandex rất co giãn và thoải mái các chị em nha. Mức giá hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping còn chần chờ
gì nữa ạ? Nhanh chóng gọi ngay về với chúng tôi qua tổng đài 1900 7137, trao mỗi sản phẩm này sẽ được giao về tận nhà theo yêu cầu của mỗi chị em. Thưa quý vị và các bạn, như bây giờ thì không còn là một phong cách như trước đây nữa, mà cả Tú Trinh và Kiều Khanh đều đã thay đổi phong cách của mình rồi. Những chiếc quần màu đen, màu xanh của vịt hay là cả màu đỏ nữa đều giúp cho mình có thể là phối hợp được với nhiều màu sắc của những loại áo khác nhau, đồng thời là tự tin xuất hiện được ở trong nhiều hoàn cảnh luôn. Như Khanh thấy đó, bây giờ thì lúc nãy nha là Trinh đến văn phòng, thì bây giờ là mình có thể đổi ngược lại, mình đi dạo phố nè, những buổi ăn tối bên ngoài với bạn bè của mình, hay là cả những chuyến đi chơi dã ngoại với cả những người thân của mình nữa, với một chiếc quần jegging có độ co giãn cực kỳ tốt cùng với chất liệu kaki thun các chị em ạ. Rất khó để phủ nhận vai trò của những chiếc quần ôm trong tủ quần áo của chúng ta, bởi vì một chiếc quần ôm có thể là phù hợp được với rất là nhiều kiểu trang phục khác nhau. Một chiếc áo dáng dài có phông rộng nè, bên cạnh đó là những chiếc áo thun ôm chẳng hạn, cũng có thể là kết hợp cực kỳ dễ dàng quý vị nha. Đặc biệt hơn cả khi mà tông màu của nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình. Đối với lại những phong cách khác nhau, một chiếc quần màu đen rất là cơ bản đúng không ạ, kết hợp cùng với áo trắng hay là áo đủ màu, mọi màu sắc khác nhau đều có thể phù hợp. Bên cạnh đó là trong bộ sưu tập của mình có rất là nhiều màu sắc khác nữa quý vị nha. Đặc biệt như là một chiếc quần màu đỏ như thế này chẳng hạn, cực kỳ nổi bật nhưng vẫn đảm bảo được độ đơn giản và tinh tế khi chúng ta kết hợp cùng với những món khác với màu sắc cơ bản như thế này, và chỉ cần thêm một sợi dây đeo cổ mà thôi. Bên cạnh đó thì Kiều Khanh cũng đang có một phong cách tương tự đúng không ạ, và cảm thấy rất là thoải mái nếu như mà chúng ta ở văn phòng 8 tiếng một ngày nè, sau đó lại phải vội vã đến với một buổi tiệc tối chẳng hạn, không có thời gian nhiều để chúng ta có thể là thay trang phục, thì đây chính là một sự lựa chọn rất là phù hợp với chị em nha. Và rất là đơn giản mà thôi, chọn một bộ sưu tập với 3 màu sắc khác nhau, những màu sắc cực kỳ dễ dàng phối hợp như thế này, bên cạnh đó lại rất là năng động thoải mái nữa, di chuyển như thế này nè, có thể là gập chân lại hay là di chuyển tới lui, đứng lên ngồi xuống, không để lại những đường lằn ngẩn trên cơ thể, đó chính là điểm tối ưu nhất của những chiếc quần jegging. Và bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ của mình hãy cùng quan sát kỹ hơn từ thiết kế đằng trước và cả đằng sau của những chiếc quần jegging đến từ thương hiệu Charmin các chị em nha. Cụ thể là ở đây mình sẽ thấy rằng là với chất liệu đó chính là kaki thun và free size như vậy, cho nên là nó phù hợp với mọi dáng người, đồng thời là khả năng co giãn cực kỳ tốt các chị em ạ. Chất liệu kaki thun nó sẽ mang đến sự thoải mái và co giãn, dù chúng ta có vận động nhiều nè, chúng ta ngồi một chỗ hoặc là chúng ta đi lại bằng xe máy, di chuyển lên xuống cầu thang, co giãn ở cả bốn phía các chị em nha. Bên cạnh đó thì ở đây mình sẽ thấy là thiết kế sẽ có là phần túi đằng trước điểm xuyết bằng những chiếc nút bạc rất là nổi bật như vậy, như là làm duyên thêm cho chiếc quần của mình. Chưa kể là ở phía trước của chúng ta cũng có một chiếc nút bạc điểm xuyết như thế này để mà chúng ta tạo điểm nhấn ngay trên chiếc quần của mình các chị em nha. Còn ở phía đằng sau thì sao, cũng là tương tự như vậy thôi. Hãy cùng quan sát kỹ hơn ở đây khi mà Tú Trinh là sẽ quay đằng sau cho quý vị cùng xem dõi nha. Nếu như mà chúng ta mong muốn rằng là mình sẽ có những chiếc quần có thể là che đi khuyết điểm là phần hông không được săn chắc, thì ở đây với thiết kế là có hai phần túi che đi khuyết điểm là phần hông của mình, đồng thời cũng có màu sắc rất là nổi bật như vậy, sẽ tạo hiệu ứng thị giác và cảm thấy là vòng mông của chúng ta được nâng cao gọn gàng hơn. Đồng thời là với màu đen như vậy, nó sẽ ôm gọn cả hai bên lườn của chúng ta, cả hai bên hông của mình, giúp cho các chị em phụ nữ cảm thấy là thoải mái và tự tin hơn rất là nhiều. Tương tự với túi đằng trước thì mình cũng sẽ có túi đằng sau. Túi đằng sau này mình có thể chúng ta cho thẻ xe nè, chìa khóa xe nè, một ít tiền, hoặc là chúng ta có thể là cho những cái vật dụng nho nhỏ cần thiết khi đi bên cạnh mình nữa. Và quý vị, nếu như mà chúng ta muốn làm duyên thì sao? Ở đây mình sẽ có ngay, đó chính là những chiếc đai quần nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đây. Một chiếc quần màu đen thì mình có thể là phối hợp được với những sợi dây nịt có nhiều màu khác nhau, cùng với những chiếc áo có nhiều màu khác nhau, tạo nên những phong cách rất là đa dạng luôn. Cả ba chiếc quần jegging với lại là những màu sắc như thế này giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thể là che đi khuyết điểm nè, tôn lên vóc dáng của mình, đồng thời là cứ thoải mái phối hợp với nhiều trang phục các chị em nha, giúp cho mình cảm thấy là luôn luôn tự tin ở trong mọi hoàn cảnh luôn. Như quý vị cũng thấy là bên cạnh chiếc quần màu đen của Kiều Khanh thì Trinh cũng đã có thể là lựa chọn cho mình, đó chính là cả một chiếc quần với lại màu đỏ rất là nổi bật luôn. Một chiếc quần màu đỏ này thì mình có thể chúng ta thay đổi thử các chị em nha, một chiếc áo lửng màu đen như thế này, thêm một sợi dây chuyền nổi bật nữa là mình đã có thể chúng ta tự tin xuất hiện ở trong nhiều hoàn cảnh rồi. Đặc biệt là chất liệu kaki thun rất là thoải mái các chị em nha, cho nên mình có thể chúng ta di chuyển liên tục nè, đi bộ tới lui hoặc đi cầu thang nữa, đồng thời là phần mông của mình cũng sẽ được là ôm gọn hơn, cả túi đằng sau cùng với túi đằng trước như vậy đây, giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thể là lúc nào
nào cũng tự tin trong nhiều hoàn cảnh khác nhau luôn, và có thể phối hợp được với nhiều trang phục khác nữa, cử động lên xuống, di chuyển và co chân như thế này rất là thoải mái các chị em nha. Ví dụ như là chúng ta lên xuống cầu thang đó Khanh à, hoặc là chúng ta di chuyển bằng xe máy cũng như vậy nữa, rất là thoải mái luôn. Mình có thể là chúng ta cảm thấy là tự tin hơn, nhưng mà mức giá ngày hôm nay các chị em phụ nữ của mình yên tâm nha, đầu tư là cực kỳ tiết kiệm cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, và nói về việc mà chúng ta mặc những chiếc quần ôm, nhưng phải ôm thế nào để có thể là tôn lên nét gợi cảm của các chị em phụ nữ mà lại còn có thể là che giấu những cái khuyết điểm nữa, thì Kiều Khanh cũng có thể là dành thêm chút thời gian giải đáp lại cho quý vị một lần nữa nha. Bởi vì chất liệu của nó có khả năng đó chính là co giãn 4 chiều, tức là không chỉ là chiều trên dưới mà còn cả hai bên vào nữa. Do đó khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn ở những cô mannequin chẳng hạn, và đặc biệt là khi mà quan sát với lại một màu sắc quần sáng hơn như thế này, thì chúng ta có thể là thấy rõ hơn quý vị nha. Nếu như mà những cái phần mở thừa ở phần hông như thế này sẽ được phần đai quần ôm gọn vào và cố định vào. Bên cạnh đó thì phần hông, phần mông cũng sẽ trở nên săn chắc hơn về độ co giãn 4 chiều của nó, tức là từ phía ngang nè hay là từ dưới lên. Thêm phần túi nữa. Với thiết kế túi như thế này, phải nói là đây là một thiết kế túi cơ bản giúp cho phần hông nè, phần mông của các chị em phụ nữ lại càng trở nên là gợi cảm hơn, săn chắc hơn và tạo nên những cái hiệu ứng thị giác giống như là đôi chân của chúng ta được kéo dài hơn vậy đó. Rõ ràng là các chị em phụ nữ có thể thấy là bất kỳ ai cũng có thể là không hài lòng một điểm nào đó ở trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, ai cũng có thể mặc đẹp nếu như chúng ta lựa chọn được những phong cách phù hợp với bản thân mình các chị em nha. Và chỉ cần một lần mua sắm mà thôi thì chúng ta có 3 màu sắc khác nhau, mỗi ngày đều tự do lựa chọn. Đúng rồi, mỗi ngày chúng ta đều có thể là tự do lựa chọn, và cả 3 chiếc quần này thì mình có thể là thỏa sức sáng tạo các chị em nha. Để chúng ta có thể là phối hợp được với rất là nhiều những trang phục khác nè, một chiếc áo sơ mi năng động, một chiếc áo ba lỗ rất là trẻ trung, hay là cả những chiếc áo công sở để mà chúng ta đi đến văn phòng làm việc nữa. Cả những bạn học sinh sinh viên với nhu cầu là phải di chuyển nhiều nơi trong một ngày, hoặc là chúng ta phải vận động liên tục, thì những chiếc quần jegging chất liệu kaki thun của thương hiệu Jamin sẽ là một sự lựa chọn vừa tiết kiệm vừa hợp lý, bởi vì có nhiều màu sắc để mà mình có thể dễ dàng lựa chọn. Đồng thời là quý vị sẽ không phải mất nhiều thời gian để mà chúng ta mua sắm lựa chọn tới lui, bởi vì nếu như mình có cân nặng là từ 40 nè, 45 kg trở lên đến 65 kg là đã có thể sở hữu ngay những chiếc quần free size jegging của thương hiệu Jamin như vậy rồi. À, như vậy là Khanh ơi, ví dụ như là nếu như mà cả hai chị em mình mà cũng sở hữu ngay loại bộ sưu tập này đi, thì Trinh có thể chọn quần màu đen hoặc quần màu đỏ, và còn lại một chiếc quần màu xanh cổ vịt trẻ trung có thể dành tặng cho Khanh. Như vậy là chúng ta chỉ cần mua sắm có một lần thôi, nhưng cũng có thể là chia sẻ làm những món quà tặng. Đây là một gợi ý rất là dễ thương dành đến cho các chị em phụ nữ của mình. Cho nên là ngay từ bây giờ khi theo dõi chương trình này rồi, các chị em phụ nữ của mình có thể là hãy nhanh chóng cân nhắc ngay, và đừng chần chừ nữa nha, lựa chọn ngay từ bây giờ, mua sắm ngay từ bây giờ qua số điện thoại tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137. Hãy gọi về ngay với chúng tôi để biết được thêm những thông tin chi tiết cần thiết, và VTV Hyundai Home Shopping sẽ giao trọn bộ sản phẩm này đến tận nhà dành đến cho tất cả quý vị. Quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn với bộ ba quần jegging thời trang đến từ thương hiệu Jamin. Đây là sự phối hợp giữa quần jean và legging sẽ mang đến sự thoải mái khi chúng ta mặc cả một ngày dài, không nhăn và không hằn ngấn nữa, cho nên rất là tiện lợi khi chúng ta di chuyển thường xuyên các chị em nha. Đặc biệt hơn, còn ôm gọn vòng ba và bắp chân của mình, tạo nên sự quyến rũ và gọn gàng, lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau. Và bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ của mình sẽ còn cảm nhận được cùng với chất liệu là thun cô tông phối cùng với spandex, cho nên rất thoải mát và thấm hút mồ hôi, đặc biệt phù hợp với khí hậu tại Việt Nam của mình các chị em nha. Lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa, tạo nên phong cách năng động phù hợp với mọi dáng người. Quần jegging của chúng ta vừa giúp ôm trọn vòng mông, đùi và cả bắp chân của mình nữa, tạo nên sự quyến rũ và thon gọn cho người mặc. Đối với các chị em phụ nữ chúng ta thì những chiếc quần jegging thời trang đóng một vai trò cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những chiếc quần mà có những màu sắc cơ bản chẳng hạn như màu đen, màu đỏ đô quyến rũ hoặc là màu xanh đậm hiện đại. Đối với các chị em phụ nữ mà chúng ta không tự tin về vòng đùi của mình, đồng thời muốn che đi khuyết điểm, thì những chiếc quần jegging màu đen của thương hiệu Jamin vừa che giấu khuyết điểm một cách hiệu quả, bên cạnh đó lại còn dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Quý vị có thể mặc đi dạo phố nè, đi làm, đi chơi, hoặc là chúng ta cũng có thể là đi dạo phố vào những ngày cuối tuần cũng rất lý tưởng. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa quần jean và legging, và chúng ta cũng chỉ cần mua sắm một lần mà thôi, rất dễ dàng kết hợp được với nhiều kiểu dáng áo khác nhau, đôi khi cũng có thể là một chiếc váy ngắn, tăng thêm độ kín đáo, tăng thêm độ nền nã dành cho các chị em phụ nữ. Những màu sắc thời trang vẫn đủ độ cơ bản để chúng ta có thể phối hợp thật nhiều phong cách khác nhau dành riêng cho các chị em mỗi ngày, co giãn thật sự thoải mái, không nhăn, không hằn ngấn.
Và bên cạnh đó thì với những màu sắc còn lại thì quý vị cũng có thể yên tâm nha. Tùy theo sự sáng tạo của mình mà mình có thể dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Một phong cách năng động và phù hợp với mọi dáng người. Đặc biệt hơn là quần jean jeans thời trang của thương hiệu Jamin giúp cho các chàng phụ nữ của mình ôm trọn vòng mông, đùi và cả phần bắp chân của mình nữa, tạo sự quyến rũ cho người mặc. Đặc biệt hơn khi đang theo dõi chương trình này, mức giá này rất là hấp dẫn luôn, chỉ còn 499.000 đồng dành đến cho quý vị nhanh chóng sở hữu trong khoảng thời gian phát sóng. Hãy sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Hãy luôn quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn với bộ ba quần jean thời trang đến từ thương hiệu Jamin. Đây là sự phối hợp giữa quần jean và legging sẽ mang đến sự thoải mái khi chúng ta mặc cả một ngày dài, không nhăn và không hằn ngấn nữa, cho nên rất là tiện lợi khi chúng ta di chuyển thường xuyên các chị em nha. Đặc biệt hơn còn ôm gọn vòng ba và bắp chân của mình, tạo nên sự quyến rũ và gọn gàng, lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau. Ba chiếc quần với ba màu sắc khác nhau, màu đen cơ bản, đỏ đồ quyến rũ và xanh đậm hiện đại. Hãy nhanh tay sở hữu những sản phẩm thời trang không thể thiếu cho các chị em mình. Và bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ của mình sẽ còn cảm nhận được cùng với chất liệu là thun cô tông phối cùng với spandex cho nên rất thoáng mát và thấm hút mồ hôi, đặc biệt phù hợp với khí hậu tại Việt Nam của mình các chị em nha. Lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa, tạo nên phong cách năng động phù hợp với mọi dáng người. Quần jean của chúng ta vừa giúp ôm trọn vòng mông, đùi và cả bắp chân của mình nữa, tạo nên sự quyến rũ và thon gọn cho người mặc. Các chị em thân mến, không biết là ngày hôm nay khi mà theo dõi chương trình này thì các chị phụ nữ của mình đang cảm nhận như thế nào? Riêng đối với Trinh thì trước đây mình nghĩ rằng là mặc những chiếc quần jean ôm vào cơ thể của mình khiến cho mình không có tự tin. Thì hôm nay chắc là mình sẽ thay đổi một chút cái suy nghĩ đó rồi. Mình vẫn có thể là diện đẹp, mặc đẹp, đồng thời là chúng ta cứ như là mọi chị em phụ nữ khác, hãy thoải mái chọn ngay cho mình những chiếc quần jean với chất liệu phù hợp để mình che đi khuyết điểm, tôn lên ưu điểm, dễ dàng cử động, dễ dàng di chuyển trong suốt cả một ngày dài. Và tất nhiên là với ba màu sắc cơ bản là màu đen, màu đỏ và cả màu xanh cổ vịt thời trang như vậy, bộ ba chiếc quần jean của thương hiệu Jamin chắc chắn là sẽ mang đến sự tự tin, đồng thời sẽ là một giải pháp rất tiết kiệm về thời trang dành đến cho mỗi chị em phụ nữ nhà mình đó. Chắc chắn là rất là tiết kiệm rồi, bởi vì đến với VTV Hyundai Home Shopping tiết kiệm được nhiều chi phí khác nữa khi mua sắm cùng lúc ba màu sắc như vậy các chị em nha. Đầu tư cùng một lúc những chiếc quần mà chúng ta có thấy là kiểu dáng ưa thích nào, phù hợp với vóc dáng của mình cũng là một cách đầu tư hiệu quả, bởi vì ba chiếc quần này chắc chắn là sẽ phù hợp được với rất là nhiều kiểu dáng áo khác nhau đây. Và đặc biệt là vẫn là đầy đủ những chi tiết mà một chiếc quần cần có quý vị nha, cả một bộ sưu tập thời trang luôn. Nên ngay từ bây giờ quý vị đừng chần chừ nữa nha, nhanh chóng gọi về với VTV Hyundai Home Shopping qua số điện thoại tổng đài rất quen thuộc rồi, 1900 7137. Và thời gian dành cho chương trình nói đến đây thì cũng đã hết rồi. Kiều Khanh và Tú Trinh xin chào, chúc cho các chị em phụ nữ thật luôn xinh đẹp nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cơ hội mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Sở hữu ngay bộ ba quần jean thời trang của thương hiệu Jamin, ba màu sắc cơ bản, màu đen sang trọng, màu đỏ đô quyến rũ và xanh đậm hiện đại. Mức giá khuyến mãi vô cùng đặc biệt, giá cũ 590.000 đồng. Này quý vị không cần phải quan tâm nữa, mức giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 499.000 đồng. Một bộ sản phẩm thời trang không thể thiếu dành đến cho mọi chị em phụ nữ.